Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Một huấn luyện viên thể hình bị nữ học viên 17 tuổi tố cáo có hành vi sàm sỡ. Khi công an vào cuộc điều tra thì mới tá hỏa phát hiện người bị hại chính là chàng huấn luyện viên kia. Cô gái cùng với nhóm bạn đã lừa chàng huấn luyện viên để tống tiền. Chi tiết sự việc ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trưa ngày 21 tháng 3, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo tại nhà anh Kiên, một nam huấn luyện viên thể hình, có xảy ra vụ hiếp dâm. Theo đó, đối tượng gây án chính là chủ nhà, còn nạn nhân tên Hà, mới 17 tuổi, học sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, bị hại đã không còn ở đó. Mời nam huấn luyện viên về trụ sở làm việc, người này thừa nhận có quen biết một cô gái trẻ qua mạng xã hội trước đó 1-2 ngày. Ngày 21 tháng 3, anh Kiên hẹn cô gái đó đi uống cà phê rồi về nhà mình để trò chuyện thân mật. Hôm ấy, anh Kiên có hành vi đụng chạm nhưng phủ nhận việc quan hệ tình dục hay cưỡng bức cô gái trẻ. Trong lúc cô gái kêu đau bụng cần phải vào nhà vệ sinh, nam huấn luyện viên còn lên sân thượng phơi quần áo. Theo khai nhận, quá trình ấy bất ngờ xuất hiện một đối tượng lạ mặt ập đến đập cửa xông vào. Nhóm này đã phá hoại một số đồ vật rồi vu cho anh Kiên quan hệ ngoài luồng, hiếp dâm cô gái trẻ, sau đó lấy một chiếc vô tuyến rồi bỏ đi. Quá trình thu thập lời khai nhân chứng, trích xuất camera, cơ quan công an ghi nhận không xảy ra hành vi hiếp dâm và sự thật là một số đồ đạc trong nhà anh Kiên đã bị đập phá mang đi. Tuy nhiên, đương sự cũng thừa nhận đã làm quen cô gái trẻ trên qua nhóm Sugar Daddy trên mạng xã hội. Việc anh này rủ cô gái trẻ về nhà là có ý định quan hệ tình dục nhưng chưa thành. Làm trinh sát hình sự đã hơn 10 năm, lần đầu tiên tôi gặp nhóm cướp có hoàn cảnh như thế, suy nghĩ như thế, nhận thức như thế và toan tính như thế. Chúng đi cướp mà lại nghĩ đơn giản rằng vì ít tuổi nên nếu bị bắt cũng sẽ không bị pháp luật xử lý. Rồi nếu bị bắt, bố mẹ sẽ mang tiền đến đền bù là xong. Điều tra viên của đội cảnh sát hình sự công an quận Ba Đình chia sẻ. Hà, sinh năm 2006, trú tại quận Cầu Giấy. Bách, sinh năm 2006, trú tại quận Bắc Từ Liêm. Vũ, sinh năm 2005, trú tại quận Thanh Xuân. Tuấn, sinh năm 2006, trú tại quận Thanh Xuân. Minh, sinh năm 2006, trú tại quận Bắc Từ Liêm. Bình, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Hòa Bình. Là 7 thanh niên gồm 5 nam 2 nữ đang bị cơ quan điều tra khởi tố về tội danh cướp tài sản. Chẳng biết nên vui hay buồn khi sau đó 6 trên 7 đứa được đưa gia đình bảo lãnh tại ngoại để hoàn thành nốt năm học cuối cấp 3. Tuy nhiên, chúng sẽ bị xét xử, phải trả án, thậm chí ở mức án cao. Cả nhóm có mối quan hệ khá thân thiết. Hà và Bách, Tuấn và Minh là hai cặp đôi đang yêu nhau. Vũ và Tuấn là bạn hàng xóm. Còn Bình thì bất hạnh nhất, nó sinh ra không biết mặt bố, lớn một chút thì mẹ bỏ đi. Bình học hết lớp 10 thì bỏ rồi về Hà Nội sống lang thang. Ở đây, nó gặp Tuấn và được bạn bè rủ về sống chung. Chỉ có mỗi Bình là hoàn cảnh như vậy, đám còn lại gia cảnh cũng chẳng đến nỗi nào mà phải đi cướp tài sản. Ví dụ, Hà có bố mẹ là giảng viên đại học, bản thân còn làm cán bộ lớp, nhà Bách còn có hẳn hai công ty, bản thân Bách còn kinh doanh giày trên mạng. Chưa hết, cả 6 đứa đều đang đi học và đều thuộc diện học khá giỏi. Chính vì lũ trẻ học hành rất tốt lại không có biểu hiện gì bất thường nên bố mẹ chúng vô cùng tin tưởng. Chúng nói đi học là biết đi học, nói đến nhà bạn học nhóm là tin cho đi học nhóm. Chúng cũng ít tiêu đến tiền nên các bậc phụ huynh càng yên tâm. Điều tra viên thụ lý vụ án kể, nhưng chính điều kiện ấy, chính sự mất cảnh giác trong để ý con cái ấy đã khiến tội phạm hình thành trong những đứa trẻ mới lớn. Chúng tôi đồng ý với nhận định của điều tra viên thụ lý vụ án, hình như động cơ phương thức phạm tội của những đứa trẻ này bị ảnh hưởng của phim ảnh hay trò chơi điện tử nào đó, dù điều tra viên cho biết những đứa trẻ này không hề nghiện game. Chúng không hề bí bách về tiền nong, nhưng chúng lại bàn nhau cách kiếm tiền rất liều lĩnh bằng việc truy cập hội nhóm Sugar Daddy để chọn lọc, tìm kiếm những bố nuôi có điều kiện, nhìn hiền lành tử tế rồi gạ gẫm đến nhà nghỉ. Khi bố nuôi nhận lời và cùng con nuôi đóng cửa phòng là cả bọn sẽ ập vào với dao điện thoại di động để quay, uy hiếp nạn nhân về hành vi quan hệ tình dục với trẻ mới lớn. Chúng dọa rằng hình ảnh trong nhà nghỉ sẽ được phát tán trên mạng xã hội nếu bố nuôi không chịu chi ra 20 triệu đồng. Ngay cả việc ra giá số tiền ấy cũng được đám trẻ tính toán. Chúng bảo nhau chỉ cần lấy chừng đó là đủ, bị hại sẽ không quá tiếc tiền mà tố cáo đến cơ quan công an. Và cho đến trước khi xảy ra vụ án, quả thực những toan tính ấy là chính xác. Theo kế hoạch đặt ra, Hà với lợi thế ngoại hình khá xinh xắn sẽ đóng vai Sugar để tìm Daddy và hẹn gặp cà phê đi nhà nghỉ.
trực tiếp bắt người yêu của Hà sẽ bám theo rồi ập vào nhà nghỉ và dùng dao để uy hiếp Daddy. Tùy theo điều kiện bận hay rảnh rỗi, các thành viên trong nhóm sẽ tham gia bằng cách cùng cầm dao uy hiếp hoặc dùng điện thoại quay khi ập vào hiện trường. Một nguyên tắc được cả đám thống nhất là phải tiếp cận nhà nghỉ thật nhanh, không để Suga, tức Hà, bị Daddy làm hại. Ngày 16 tháng 2, phi vụ đầu tiên được thực hiện, Hà thông qua tài khoản Facebook Linh BB đã hẹn gặp một người đàn ông tại một khách sạn trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đúng 11 giờ, Hà cùng Bách Tuấn đến điểm hẹn. Tới nơi, Hà nhắn số phòng cho đồng bọn. Khoảng 5 phút sau, Bách và Tuấn ập vào, dùng dao uy hiếp Daddy lúc này đang vừa xấu hổ, vừa run như cầy sấy. Do không có đủ 20 triệu đồng, nạn nhân đã buộc phải cùng nhóm Hà Bách đến cửa hàng cầm đồ cầm cố chiếc xe máy lấy tiền. Phi vụ này, cặp đôi Hà Bách giữ 19 triệu đồng, trả công Tuấn 1 triệu đồng. Trót lọt dễ dàng, Hà Bách rủ thêm đồng bọn tham gia để tạo số đồng uy hiếp và cũng để phòng nhỡ gặp phải baby dữ dằn. Ngày 18 tháng 2, Hà hẹn được một người đàn ông đến nhà nghỉ ở đường Trần Khắc Chân, quận 2, Bà Trưng. Sau khi Suga, Hà cùng Daddy thuê căn phòng trên tầng 3, nhóm Bách Tuấn cũng đang ở căn phòng bên cạnh. Khi Daddy còn chưa kịp làm gì thì có tiếng gõ cửa, cả nhóm ba bốn đứa ập vào với dao nhọn và camera. Vị Daddy này buộc phải ngoan ngoãn chuyển khoảng 14 triệu đồng cùng 4 triệu đồng tiền mặt cho nhóm cướp, rồi cắn răng ra về không dám tố cáo. Ngày 19 tháng 2, cặp đôi Hà Bách lại chửi mù cùng đồng bọn cướp được 20 triệu đồng của một Daddy tại khách sạn ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Đến ngày hôm sau, 20 tháng 2, Hà hẹn gặp được với vị huấn luyện viên thể hình. Anh Kiên có thể đã phải ngậm ngùi nộp 20 triệu đồng và danh sách bị hại của nhóm cướp này sẽ tiếp tục nối dài nếu như địa chỉ hẹn gặp hôm ấy là ở khách sạn. Trong ngôi nhà đóng kín cửa, Hà luống cuống bởi tình huống ngoài dự tính khi vị huấn luyện viên thể hình định vào việc luôn. Vừa lén dùng điện thoại di động quay để làm bằng chứng, Hà lấy lý do đau bụng phải vào nhà vệ sinh. Không nghi ngờ, anh Kiên đã dừng lại và trong khi chờ đợi thì lên sân thượng phơi quần áo. Một mình ở dưới nhà, Hà lẻn ra ngoài kể lại sự việc với đồng bọn đang nấp gần đó. Cây cú, cả bọn xông vào nhà anh Kiên đập phá một số đồ đạc rồi lấy đi chiếc vô tuyến. Ban đầu khi được mời đến cơ quan công an, Hà còn khai bị hiếp dâm như đã nêu ở trên. Từ kết quả đấu tranh với Hà ngày 21 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Ba Đình đã lần lượt triệu tập bắt 7 đối tượng trong nhóm, thậm chí có đứa bị mời đến cơ quan công an khi vừa tan học. Động cơ, phương thức phạm tội của những đứa trẻ này bị ảnh hưởng của phim ảnh hay trò chơi điện tử nào đó. Dù điều tra viên cho biết những đứa trẻ này không hề nghiện game, chúng không hề bí bách về tiền nong, nhưng chúng lại bàn nhau cách kiếm tiền rất liều lĩnh bằng việc truy cập hội nhóm Suga Daddy để chọn lọc, tìm kiếm những bố nuôi có điều kiện, nhìn hiền lành tử tế, rồi gạ gẫm đến nhà nghỉ. Khi bố nuôi nhận lời và cùng con nuôi đóng cửa phòng là cả bọn sẽ ập vào với dao, điện thoại di động để quay uy hiếp nạn nhân về hành vi quan hệ tình dục với trẻ mới lớn. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.